Chào các bạn, Adoco xin giới thiệu cho các bạn một cái mẫu cần lua máy ngang thương hiệu Okuma. Đây là một cái thương hiệu rất nổi tiếng về dụng cụ câu cá. Bát là in cái logo của Okuma. Đấy. Khuyên thường. Đây là cái logo của Okuma. Còn có chiều dài là 2m1, tải mồi từ 10 đến 30 gram, tải liên là 6 đến 14 lb. Cái con này có tất cả là 10 khuyên, đọt 180 ly, độ cứng M. Cần thương hiệu Okuma, chất liệu carbon, chiều dài 2m1, tải mồi từ 10 đến 30 gram, tải liên 6 đến 14 lb, cần có tất cả là 10 khuyên, đọt 180 ly, độ cứng M, thích hợp cho các bạn đi lua mồi giả. Con này có trọng lượng cũng khá là nhẹ, cái con này có trọng lượng là 100 gram. Trọng lượng khá là nhẹ, phù hợp cho các bạn đi lua mồi giả. Các bạn mua hàng liên hệ trực tiếp cái số điện thoại ở trên cái video. Ngoài ra các bạn có thể vào website adocau.com, website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng trực tiếp ở trên cái website này. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.